Chào các em. Chúng ta lại bắt đầu bài học số 2 nhé. Lesson 2. Lesson 2. Bài học số 2 của Unit 1 nhé. 1. Look, listen and repeat. Phần 1. Hãy nhìn, nghe và lặp lại. Bài này các em sẽ nhìn tranh và chúng ta nghe. Trong tranh các em thấy có cô Hiền, đúng không? Và bạn Hoa. Đây là những nhân vật rất quen. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nghe máy đọc mẫu trước nhé. Page 8. Lesson 2. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Good morning, Miss Hien. I'm Hua. I'm a new pupil. B. Hi, Hua. It's nice to meet you. Nice to meet you too. C. Goodbye, Miss Hien. Bye, Hua. See you tomorrow. Chúng ta cùng xem bài nhé. Phần A. Good morning, Miss Hien. Chào buổi sáng, cô Hiền. Chào cô Hiền ạ. I'm Hua. I'm Hua. Em là Hoa. I'm a new pupil. I'm a new pupil. Các em có từ pupil. Pupil là học sinh nhé. New. New là mới. New pupil, học sinh mới. I'm a new pupil. Em là một học sinh mới. Chào cô Hiền ạ. Em là Hoa. Em là một học sinh mới. Phần B. Hi Hoa. Chào em Hoa. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Các em có động từ meet. Meet là gặp nhé. Và câu it's nice to meet you. Rất vui được gặp em. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Rất vui được gặp cô ạ. To là cũng nhé. Em cũng rất vui được gặp cô ạ. Câu C. Goodbye, Miss Hien. Goodbye, Miss Hien. Tạm biệt cô Hiền ạ. Tạm biệt cô Hiền. Bye, Hoa. Tạm biệt Hoa. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. Tomorrow là ngày mai và see you tomorrow là hẹn gặp em ngày mai. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số từ vựng của cụm của bài học này nhé. Trong bài này các em có từ pupil. Các em đọc là pupil, pupil là học sinh nhé. Và chúng ta có từ là tomorrow. Tomorrow là ngày mai nhé. Các em đọc là tomorrow. Tomorrow và có nghĩa là ngày mai nhé. Từ này có trong câu là see you tomorrow. See you tomorrow. Hẹn gặp em ngày mai. Các em có từ là later. Later là sau đó thì nó nằm trong câu là see you later nhé. See you later. Các em đọc từ later. Later là sau đó. See you later là hẹn gặp bạn sau nhé. Cái từ bạn này thì các em sẽ dịch là bạn hoặc là cô hoặc là em tùy theo nghĩa của từng câu nhé. See you later. See you later là hẹn gặp bạn sau nhé. Pupil, học sinh. Tomorrow, ngày mai. See you later. See you later là hẹn gặp sau đó nhé. Number 2, point and say. Phần 2, hãy chỉ và nói. Thì phần này chúng ta hãy chỉ vào tranh và các em thực hành là nói những cái câu chào hoặc là chào tạm biệt nhé. Thì trong phần này chủ yếu là chúng ta thực hành phần đáp lại lời của ai đó khi họ nói từ goodbye. Vậy thì chúng ta cần lưu ý cho cô như sau nhé. See you tomorrow. See you tomorrow là hẹn gặp bạn vào ngày mai nhé. See you tomorrow. See you tomorrow. Hẹn gặp bạn vào ngày mai nhé.
chúng ta có cụm từ này nhé. See you tomorrow. Hẹn gặp bạn vào ngày mai. Và kem có là see you later. See you later là hẹn gặp bạn sau nhé. Mà hồi nãy cô đã nói rồi đó. Hẹn gặp bạn sau nè. Các em có từ goodbye. Goodbye thì đồng nghĩa với nó là bye bye, hoặc là từ bye thì được dùng để đáp lại lời của ai đó khi họ nói lời tạm biệt nhé. Có thể người này nói là bye, người kia nói là goodbye. Có thể người này nói là goodbye, người kia cũng nói goodbye cũng được nhé. Good night. Good night là chúc ngủ ngon nhé. Vậy thì phần này chúng ta sẽ chỉ tranh và nói như sau. Ví dụ như ở tranh A thì các em sẽ nói là đây có từ good đúng không? Các em sẽ nói là goodbye. Và cô Hiền sẽ nói với cả lớp là goodbye. Và các bạn sẽ nói là goodbye. Goodbye Miss Hiền, see you tomorrow. Ví dụ như vậy nhé. Hoặc là cô Hiền có thể chào trước hoặc các bạn chào trước đều được nhé. Câu B thì các em thấy ở đây sẽ là goodbye. Và người này sẽ nói là goodbye, see you later. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Và câu C, tranh C thì chúng ta thấy ở đây có từ good night. Thì người này nói là good night, thì người kia cũng nói là good night. Có thể kèm theo tên nữa nhé. Chúng ta sang phần tiếp theo, phần số 3. Number 3, let's talk. Hãy nói chuyện nhé. Talk là nói với nhau, có nghĩa là hai người chúng ta giao tiếp và đối thoại với nhau nhé. Vậy ở đây sẽ có là good chấm chấm nice to meet you. Rất vui được gặp bạn đúng không? Vậy thì chỗ này chúng ta có thể nói là good afternoon hoặc là good morning. Nice to meet you đúng không? Good afternoon, nice to meet you. Hoặc là good morning, nice to meet you, đều được nhé. Cô có thể viết vào đây ví dụ của một từ nhé. Cô có thể dùng là afternoon như thế này nhé. Còn ý thứ hai, kem dùng này, good chấm chấm see you tomorrow thì chúng ta phải dựa vào cái phần sau này các em mới có thể hoàn thành phần trước nhé. Ở đây là see you tomorrow, hẹn gặp bạn ngày mai. Vậy thì hẹn gặp bạn ngày mai thì chỗ này chúng ta phải nói lời tạm biệt thì nó mới thích hợp với cái câu sau nhé. Vậy thì tạm biệt thì các em sẽ dùng là goodbye cho cô nào. Như thế này nhé. Từ bye thì các em viết dính liền vào nhau, liền vào từ good. Còn hai cái này chúng ta tách thế này nhé. Goodbye, see you tomorrow. Phần này các em sẽ listen and number, nghe và đánh số thứ tự nhé. Có nghĩa là bài nào được đọc trước ở trong máy thì các em sẽ đánh số thứ tự là 1 và tiếp theo cho đến 4 nhé. 4 bài đối thoại ABCD nhé. Thì đầu tiên chúng ta trước khi nghe các em phải nhìn quan sát tranh, bởi vì việc các em quan sát tranh sẽ giúp cho chúng ta nghe tốt nhé. Ví dụ như trong tranh A. Trong tranh A thì các em nhìn thấy đây là Tom và Mai đúng không? Chúng ta phải nhớ cái nhân vật thì nghe mới dễ nhé. Đây là Tom và Mai và đây chúng ta nhìn thấy như thế này. Thì các em có thể đoán ra đây là cái buổi nào trong ngày nhé. Rồi, tiếp theo là đến tranh B. Tranh B thì các em nhìn thấy là Tom và thầy Lộc nhé. Bạn Tom đây, còn đây là thầy Lộc. Đúng không? Và tiếp theo là tranh C. Tranh C thì các em nhìn thấy là bạn Tom và cô Hiền. Chúng ta nhớ lại cho cô từ Miss Hiền. Miss Hiền nhé. Và tiếp theo là tranh D thì các em nhìn thấy bạn là Tom và bạn Phong đúng không? Tom và Phong. Vậy thì chúng ta phải nghe như vậy thì các em mới biết được đây là bài đối thoại nào xuất hiện trước, bài đối thoại nào xuất hiện sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe máy. Cô sẽ mở hai lần. Lần thứ nhất là cô mở toàn bộ bài. Lần thứ hai là cô sẽ dừng lại ở mỗi câu để các em đánh số thứ tự nhé. Page 9. Activity 4. Listen and number. 1. Good morning, Miss Hien. Good morning. What's your name? My name's Tom. T-O-M. Tom White. I'm from America. 2. Hello. I'm Tom. I'm from America. Hello, Tom. I'm Mai. I'm from Vietnam. Nice to meet you, Mai.
Nice to meet you too. 3. Hi Tom, how are you? Hi Fong, I'm very well, thank you. And you? I'm fine, thanks. 4. Goodbye, Mr. Locke. Bye-bye, Tom. See you tomorrow. Như vậy là các em đã nghe xong lần đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại và cô dừng lại từng phần để chúng ta đánh số thứ tự nhé. Page 9. Activity 4. Listen and number. 1. Good morning, Miss Hien. Good morning. What's your name? My name's Tom. T-O-M. Tom White. I'm from America. Như vậy trong phần này các em nghe thấy là Good morning, Miss Hien. Good morning, Miss Hien. Chào buổi sáng cô Hien. Good morning, what's your name? My name's Tom. À, tên em là Tom đúng không? Bạn ấy còn đánh vần là T-O-M. À, Tom, I'm from America. Em đến từ nước Mỹ đúng không? Cho nên chúng ta thấy là Tom và cô Hiền thì chúng ta phải chọn cho cô là bức tranh C nhé. Vậy các em sẽ đánh số 1 vào bức tranh C như thế này nhé. 2. Hello, I'm Tom. I'm from America. Hello, Tom. I'm Mai. I'm from Vietnam. Nice to meet you, Mai. Nice to meet you too. Trong phần này, các em nghe thấy là Hello, I'm Tom. À, chào, tôi là Tom. I'm from America. Tôi đến từ nước Mỹ. À, hello, I'm Mai. À, hello, Tom, I'm Mai. Chào Tom, tôi là Mai. I'm from Vietnam. Tôi đến từ Việt Nam, đúng không? Cho nên các em nghe thấy vậy thì chúng ta sẽ chọn là Tom và Mai thì đương nhiên phải là bức tranh A. Các em cho cô số 2 vào đây nhé. 3. Hi Tom, how are you? Hi Fong, I'm very well, thank you. And you? I'm fine, thanks. Còn phần số 3, các em nghe thấy là Hi Tom, chào bạn Tom, how are you? Và Hi Fong, I'm very well, thank you, and you. Đúng không? Như vậy là hai bạn chào nhau là Fong và Tom. Vậy thì Fong và Tom phải là bức tranh D. Cho nên các em sẽ đánh cho cô số 3 vào bức tranh D nhé. Bây giờ sẽ là phần cuối cùng. 4. Goodbye, Mr. Locke. Bye-bye, Tom. See you tomorrow. Và trong phần này thì các em nghe thấy là Goodbye, Mr. Locke. Đúng không? À, tạm biệt thầy Lộc ạ. À. Và thầy Lộc thì nói là Bye-bye, Tom. See you tomorrow. À, tạm biệt Tom, hẹn gặp em ngày mai nhé. Cho nên là Tom và thầy Lộc thì sẽ là tranh B. Các em viết cho cô số 4 vào đây nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần số 4, nghe và đánh số thứ tự cho bức tranh. Bây giờ các em sang phần số 5 nhé. Number 5, look and write. Chúng ta hãy nhìn và viết nhé. Ở đây các em có 3 phần 1, 2, 3 và 3 bức tranh tương ứng nhé. Đầu tiên chúng ta xem phần 1. Hello, I'm Mai. Xin chào, tôi là Mai. I'm from. À, tôi đến từ. Câu này là mẫu câu là tôi đến từ đâu đó nhé. Thì Mai thì chắc chắn là đây là tên của người Việt. Thì các em sẽ thấy là Mai đến từ Việt Nam đúng không? Các em viết vào đây cho cô chữ Việt Nam nhé. I'm from Vietnam. Hello, I'm Mai. I'm from Vietnam. Chúng ta viết thế này nhé. À, hello, I'm. Thì trong tranh các em nhìn thấy là bạn Tom đúng không? À, cho nên ở đây sẽ là Hello, I'm Tom. I'm from America. Xin chào, tôi là Tom. Tôi đến từ nước Mỹ. 2. Câu 2. Good morning. Thì chúng ta sẽ nhìn vào tranh nhé. À, đây là một thầy giáo đúng không? À, sẽ là good morning teacher. Ví dụ vậy nhé. Và ở đây chúng ta có thể là Good morning, Mr. cộng với tên của thầy cũng được nhé. À, good morning. À, tiếp theo nè. À, chấm chấm Tom, nice to meet you. À, chấm chấm Tom. Ở đây sẽ là thầy chào bạn Tom đúng không? Vậy ở trên là good morning thì đương nhiên ở đây cũng cùng với ngữ cảnh đó. Các em vẫn phải dùng cái từ chào buổi sáng là Good morning, Tom.
Đây là chào thầy, còn đây là chào bạn Tom đúng không? Good morning Tom, nice to meet you. Chào bạn Tom, rất vui được gặp em. 3, câu số 3. Mom, thì các em nhìn trong tranh này có bạn bạn này và mẹ bạn ấy đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy nè, đây có một cái đèn ngủ nè, cho nên ở đây sẽ là lời chúc ngủ ngon. Các em sẽ điền vào đây lời chúc ngủ ngon là good night. Good night, mom. Chúc mẹ ngủ ngon. Và ở đây là good night, Tom, đúng không? Cũng phải cùng một cái từ trong cùng một ngữ cảnh nhé. Good night, mom. Good night, Tom. Chúc mẹ ngủ ngon và chúc Tom ngủ ngon nhé. Six, let's play. Phần 6 là hãy chơi với trò chơi nhé. Thì ở đây các em có các cụm từ là good morning, chào buổi sáng, good afternoon, chào buổi chiều, good evening, chào buổi tối. Hello, đây cũng là một cái cách chào. Thì các em chào là hello là các em chào thông thường, chúng ta chào chung chung như vậy. Thì trong buổi nào và thời gian nào trong ngày chúng ta dùng từ này cũng đều được nhé. Good night, good night là chúc ngủ ngon nhé. Tạm biệt thì các em có từ goodbye hoặc là từ bye đều được nhé. Hoặc là từ bye bye đều được. Nice to meet you, rất vui được gặp bạn. Từ hi, hi cũng dùng để chào nhé. Nhưng mà thông thường thì chúng ta dùng từ hi là để các em chào một cách thân thiện hơn. Ví dụ như chúng ta chào bạn của mình nhé. Còn khi chúng ta chào một cách trang trọng thì các em nên dùng là từ có từ good như thế này nhé. Hoặc là hello nhưng mà phải kèm theo tên, kèm theo cái một cái từ nữa. Ví dụ như là từ Mr. hoặc là Miss, thầy hoặc cô nhé. Còn nếu chúng ta chào người bằng mình hoặc nhỏ hơn thì các em có thể chào từ này nó thân thiện hơn nhé. Hi. Thì để chơi được cái trò chơi này trên lớp thì các em hãy ôn lại cho cô thật tốt các từ và cụm từ dùng để nói chào và nói tạm biệt vào các cái buổi trong ngày như thế này nhé.